đã có nhiều gia đình cùng nhau đến tham dự tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent, nhưng có vẻ như chưa thấy anh em nhà nào có cùng một kiểu tóc như thế này. Xin chào mọi người, em tên là Vũ Trọng Khanh, hiện nay em 21 tuổi và đang học tại trường Bưu chính Viễn thông. Ngày hôm nay đến với chương trình thì em có đi thi cùng với em trai em. Em tên là Vũ Song Vũ, năm nay em 12 tuổi, em đang học ở trường Trung học cơ sở Trung Định ở Hải Phòng. Chào cháu. Chào cô ạ. Cháu tên là gì? Cháu tên là Vũ Song Vũ. Vũ Song Vũ. Vũ bao nhiêu tuổi, đến từ đâu Vũ? Năm nay cháu 13 tuổi, cháu học lớp 7, cháu đến từ thành phố Hải Phòng. Xin mời Vũ bắt đầu phần thi của mình.
đầu tiên có một cậu bé hát và làm cho cô khóc. Cảm ơn cô. Cô không biết nói như nào cả, nhưng mà thật sự cô rất là xúc động. Cảm ơn cháu rất nhiều. Hôm nay mang đến một cái cảm xúc cho tất cả những người ở đây, và đặc biệt là cho cô. Trái tim cô vẫn đang rung động vì cháu. Không phải phụ nữ cũng xúc động đâu cháu ạ. Chú cũng thế thôi. Lần đầu tiên chú nghe cái bài hát này mà do một người đàn ông hát. Cháu xin thưa ban giám khảo là cháu cũng chưa phải là một người đàn ông ạ. Cháu chỉ là một đứa bé. Vậy thì tại sao cháu lại chọn bài này khi cháu chưa phải là một người đàn ông? Vâng ạ. Xin thưa ban giám khảo là bài hát này là một bài hát mà cháu đã rất thích từ khi cháu còn nhỏ. Và cháu rất thích xem cái bộ phim Titanic này. Và trong một lần thì cháu khi mà té máy nghịch vào cái đài cô giáo thì cháu rất tình cờ cháu nghe được bài này. Và cháu rất là thích, và cũng là lần đầu tiên cháu được nghe một bài hát hay như thế. Nhưng mà cháu đã thể hiện bài hát với phong cách khá là lịch lãm của một người đàn ông đấy. Nhất là những đoạn cháu lên cao trào, những lúc cháu diễn tả bằng hình thể của cháu, phong thái của cháu nó đã bộc lộ được cái thần thái, sự đam mê ca hát. Và như thấu hiểu cả nội dung của bài hát. Mà cháu có hiểu hết bài hát không vậy? Nếu như mà chỉ hiểu theo cái nghĩa tổng quát thôi thì cháu chỉ biết là đây là một nỗi niềm của một người nhớ người yêu của mình, và mong muốn là người ấy sẽ quay trở lại. Mặc dù cháu thì có không hiểu hết cái ý nghĩa của bài hát, nhưng mà thực ra cái điều đấy cũng không quan trọng lắm. Cái quan trọng nhất là cháu đã truyền được cho tất cả mọi người ở đây rằng cái tình cảm của cháu đặt hết ở trong cái bài hát đó và trong cái phần trình diễn đấy. Và tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy điều đó. Và đấy mới là điều quan trọng ở trong... Cảm ơn chú. Cảm ơn cháu. Cô rất là xúc động với phần thi của cháu. Cô hoàn toàn đồng ý. Và chú cũng đồng ý để gặp lại cháu thêm một lần nữa. Chú cũng đồng ý. Cảm ơn cháu. Chúc mừng cháu nhé. Một người đàn ông... Một người đàn ông một con em trai. Bé. Một con trai. Cậu đã hát bài Titanic, tự nhiên chú Quyền Linh ở trong đây biến thành Cast Millet.